Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, mới đây, câu chuyện về việc đôi vợ chồng may mắn tìm lại được những món đồ trang sức làm bằng kim cương từ trong bãi rác của chung cư tại Hà Nội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía ban quản lý tòa nhà cũng như đội ngũ an ninh và lao công, vật đã quay về với chủ, khiến nhiều người phải thốt lên kỳ tích. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3, Ban Quản trị Tòa nhà tại một trung cư cao cấp ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhận điện thoại nhờ hỗ trợ từ một cư dân, nhờ hỗ trợ tìm nhẫn và bông tai kim cương. Cư dân tên MT, 31 tuổi, cho biết người nhà đã để nhầm hai chiếc nhẫn và hai đôi bông tai kim cương trong túi rác từ đêm hôm trước. Theo thói quen, sau khi sử dụng trang sức kim cương, chị T sẽ lau rửa cẩn thận, thấm giấy khô, chờ đến khi trang sức khô hẳn mới đem cất. Chiều hôm sau, Chị đến bàn trang điểm thì không thấy tài sản. Nghĩ chồng nhầm trang sức là rác nên đem vứt, chị hốt hoảng vội gọi chồng về nhà, đồng thời liên hệ ban quản trị tòa nhà nhờ giúp đỡ. Sau khi tiếp nhận thông tin từ cư dân, ban quản trị tòa nhà đã nhanh chóng báo cáo với ban quản lý chung cư, huy động các đội ngũ hỗ trợ tìm kiếm. Ban quản lý sau đó phân công nhân sự lấy thông tin và chấn an cư dân, cử đội ngũ an ninh kiểm tra camera an ninh hoạt động của xe rác và liên hệ đội lao công hỗ trợ tìm đồ cho cư dân, dù biết lúc đó mọi người đều nghĩ hy vọng rất mong manh. Người phụ trách đội lao công đã gọi điện cho chị T hỏi thông tin màu sắc túi rác, thời điểm đổ rác. Sau khi kiểm tra, họ thông báo tin vui rác vẫn còn lưu lại kho, chỉ còn khoảng 30 phút nữa xe rác sẽ trở đi. Chị T vội cùng chồng xuống khu vực để rác để tìm kiếm. Sau khi các lao công hỗ trợ đưa các thùng rác của tòa nhà ra ngoài, chị cùng chồng trực tiếp bới rác tìm trang sức. Đội ngũ an ninh và lao công cũng hỗ trợ bới rác nhưng vẫn không thấy tài sản. Theo chị T, sau khi thấy đúng túi rác nhà mình chị bới tìm lần đầu nhưng không thấy trang sức. Chị bới tìm kỹ hơn thì phát hiện một chiếc bông tai. Lúc sau, người chồng tìm thấy hai chiếc nhẫn và bông tai. Quá trình tìm kiếm kéo dài khoảng một giờ, chị T không nhớ đã bới bao nhiêu thùng rác để nhận ra túi rác nhà mình. Có lúc chị đã nghĩ, khác nào mò kim đáy bể. Nhưng vỡ hòa bật khóc trong giây phút tìm được bộ tài sản. Chị T sau đó viết thư cảm ơn ban quản lý, ban quản trị, đội ngũ an ninh và lao công của tòa nhà đã hỗ trợ tìm kiếm tài sản. Chị T cho biết, nếu không có sự hỗ trợ của mọi người thì chưa chắc đã tìm thấy trang sức